tay cầm trái. Vui quá. Lần đầu tiên cả nhà cùng đi Nha Trang với nhau. Nhà. Hay đấy. Bam, thở bún. Đúng rồi, đo lưu với nhau. Rồi, phía trước tôi là đoàn các gia đình đang đi với nhau rồi đấy. Đi nào, lên xe nào. Đây đoàn ba gia đình khá là nhiều người. Vừa mới đến nơi phát là chúng tôi đưa đến ngay nhà hàng ăn để ngay lập tức ăn trưa làm năng lượng để có sức mà còn chơi nữa. Ăn đến rồi, chờ ăn đến rồi. Đồ ăn của chúng tôi đã lên rồi, rất là ngon và chiếc bụng rất là đói cồn cào. Và những món dễ ăn. Bún và chiang và dừa và hai chị em này đang ngắm góc chụp ảnh. Ở đây có nhiều góc. Ok quá. Ngắm gì đây? Ngắm biển. Ngắm biển à? Ngắm biển đẹp nha. Tí nữa mình xuống mình tắm biển ở dưới này nhá, bún nhá. Tí nữa mình xuống tắm nhé. Xe đã di chuyển và để chúng tôi sẽ đưa về tắm villa. Hồ bơi đi con à. Đây là cái phao bơi đấy con yêu. Phao bơi để lát con bơi nhá. Bên trong này đã rộng như thế này rồi mà lúc tối đi ra ngoài mới phát hiện ra còn cái cầu thang đi lên trên tầng 2 nữa. Tức là cái căn này quá rộng ấy. Mình không thể hết được. Tức là villa này mình có 2 tầng à? Đúng vậy con ạ. Vậy mà bố con mình đã không biết. Bây giờ mới có thời gian để đi ra ngoài để ngó lên mới thấy nó ích đôi diện tích. Ngày mai sẽ khám phá xem ở trong. Ở đây ta lại có ốc bòi voi, cá ngừ và tất nhiên là không quên có thêm vàng ở trên cái ngừ và bạch tuộc. Sao trời quay mặt ra đây. Rồi. Quay mọi người trong đây. Xin chào các bác, bây giờ đã là sáng rồi. Nhưng mà và tôi và các con của tôi đi ăn sáng trước.
đợi mẹ chúng nó hơi lâu. Thực ra sáng nay chúng tôi có một cái cuộc hẹn lúc 5 giờ sáng để đón bình minh, nhưng mà kế hoạch đã phá sản. Bởi vì khi 5 rưỡi rồi dậy, tôi thấy đúng cái giờ mặt trời mọc thì tôi thấy ở phía mặt trời mọc không thấy mặt trời đâu. Bố con tôi đầu tóc đang còn xõa sữa. Đồ ban đấy, bố và ban chơi với nhau. Head to head. Cục đầu này. Head to head. Head to head. Okay. Đó, gầy chưa? Cứ chờ. Next to next. Next one. À, chúng ta cùng chơi trò chơi với các bé. Được trao cho những cái thẻ ở đây, có những mỗi nhà sẽ có một cây san hô riêng của mình, và bây giờ bọn mình sẽ tập gọi là thắt những giá thể san hô này vào trong khung để ươm, và cái san hô này sẽ lớn trong khoảng 3 năm nữa, và có thể 3 năm nữa phát triển đủ để gọi là ra ngoài biển khơi ấy. Không cần phải là ở trong vườn ươm nữa. Ở dưới đây là một cái khung mà mình đã gắn những bé san hô lên để chuẩn bị mang ra vườn ươm. Các bố mẹ đã có một buổi bổ túc về kiến thức san hô khoảng 20 phút. Đây là thành quả của chúng tớ. Đây là các bạn hạt nhài family đang ươm trồng cái cây san hô của các bạn. Ở đây có một cái khung mình sẽ trồng ở 3 điểm này, chia ra thì khung này trồng được khoảng 18 đến 20 san hô. Sơn ăn gì đấy em? Bún chả, bún chả thì mà trông sang chảnh. Đây là bún. Cô chơi quay cho quấy cho. Bún đang yêu cầu mẹ một món gì đó. Như bún phát hiện ra đây là hành tây chiên. đúng rồi. Bún ạ. Lẽ nào cô phải khẩu bún. Bún đưa mà phát hiện ra nó thì ăn hành tây. Bún này bún cây xanh nào? Bún ơi. Hey nhô. Chào anh. Chào em. Anh ngủ chưa dậy và đã được biết là bọn em đã bơi xong hết rồi. Ôi ấm cúng quá. Ôi. Ờ, sao mọi người đến đây sinh nhật. Cảm ơn nhá. Thì ngày sinh nhật mà em, giờ mình phải có nhau chứ. Cảm động quá. Đây một người. Cảm động là tay nắm chặt thế. Sinh nhật hai cháu thì có mời cô Lương Thị Linh đến làm MC của. Ôi tuyệt vời. Hoan hô. Hôm nay rất mong cô sẽ nhả vía cực mạnh cho cháu để tương lai cháu có thể cao như cô. Các cháu, tất cả các cháu đây. Hello nhân vật chính. Nhân vật chính xinh quá. Hello nhân vật chính. Hôm nay thực ra là sinh nhật chung của bạn Pam và Dừa. Đây bên này có cây dừa, đúng chưa nào? Đây thì có sinh nhật của hai bạn đấy. Đây cũng là nhân vật chính này. Làm sao mà có quả nào mà bị tí như này? Đâu? À con muốn quả đấy luôn.
thế đã được thắp lên. Bọn này giống cô dâu chú rể cắt bánh thế này. Cầm tay à? Nhưng mà là... Nhưng mà cô dâu chú rể không thống nhất được với nhau là ai cắt rồi. Cả nhà chúng tôi chuẩn bị ra biển để tranh thủ nốt trước khi check out. Bún đang rất là nóng lòng để được chạy ra biển rồi. Ngày nào Bún ở đây Bún cũng đòi đi bơi. Mình sẽ sang chỗ căn villa của các bạn mình để gọi cho những giây phút tranh thủ cuối trước khi ra về. Hello. À, đồ chơi bờ biển đây rồi. Có đủ đồ. Ở đây là full option cho trẻ em nữa. Rồi, tắm xong xuôi bọn mình đã pack hết đồ vali hành lý để chuẩn bị lên đường, và bây giờ lên nhà ăn để ăn bữa cuối cùng trước khi đi. Ăn bữa trưa.